Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Thì cả nhà các bạn ơi, hôm nay thì mùng 5 tháng 5, mới đây mà đã nửa năm rồi cả nhà các bạn ơi. Thì cũng là cái ngày Tết Đoan Ngọ, là tất nhiên nửa năm cả nhà các bạn. Thì những cái phong tục của mình á, thì ngày Tết á, thì không thiếu á, thì thường nửa năm là hồi xưa á nha, nhà Thi Thi á, thì ưa đổ bánh xèo. Thì mỗi cái tới mùng năm là mỗi cái gia đình thường ưa đổ bánh xèo, bánh khọt ăn cả nhà các bạn. Thành ra Thi cũng tưởng nhớ đến cảnh quê ngày xưa. Thì vào mùa dịch này thì ở nhà cũng không có tổ chức đông cả nhà các bạn. Thì đi ra quán thì gia đình thì Thi vô phòng lạnh nha, vô trong phòng ăn gồm có những món như sau. Cả nhà biết sao không? Thì rất thích ăn bánh xèo. Thì bữa nay gia đình đổ bánh xèo đem lại quán nha. Thịt bò mua đem lại quán luôn nha cả nhà các bạn. Đó thì thành phần bữa nay thì ăn bánh xèo, còn đây là con gà nước xào bầu nha cả nhà các bạn. Nó gà nước nó bự lắm cả nhà các bạn. Nó như con vịt vậy đó. Thì Thi ăn món là gà nước xào bầu bánh xèo, xong rồi tới gà nước xào bầu rất là ngon cả nhà các bạn. Đó thì những cái món này thì Thi ăn ở quán, còn thịt bò thì Thi cũng mua ở ngoài đem vô nha. Đó nhờ người ta ốp ốp xong rồi giờ Thi để vô miếng ớt cả nhà các bạn cho nó cay. Đó thì thành phần bữa nay gia đình Thi thì ăn gồm có là bánh xèo, gà nước xào bầu, rồi bò mình cháy bơ nha cả nhà các bạn. Còn một món cuối cùng nữa là cả nhà các bạn biết món gì không? Cuối cùng nữa là món cua luộc. Đó, hấp dẫn không cả nhà ơi? Đó, món cua luộc, cua gạch nha cả nhà các bạn. Đó, bữa nay mình ăn Tết nửa năm hoành tráng luôn nha. Mời cả nhà các bạn ăn cùng gia đình Thi Thi nha. Thành mà phần bánh xèo á, thì cái này là mình đổ ở nhà mình đem vô cả nhà các bạn. Thì nhân dịch sim, vịt sim và con tôm cái nhà các bạn mình lột ra mình lấy thịt. Đó thì củ sắn rồi hành rồi giá thì cũng như thường lệ như cái nhà các bạn. Nhưng mà nhưng vịt sim như cái nhà các bạn rất là ngon cả nhà ơi. Nhưng vịt sim và tôm mình lột ra mình để vô. Nãy thì không có đem cây quay, cầm một tay ăn một tay quay luôn cả nhà các bạn. Thấy đau khổ không cả nhà các bạn? Nó rất là ngon cả nhà các bạn ơi, mời cả nhà các bạn nha. Đó, bánh xèo mình đổ ở nhà nhưng nó rất là nhiều. Đó, như là mình làm mà chứ không phải như người ta bán nha cả nhà các bạn. Rất là ngon nhưng mình để rất là nhiều thịt luôn nha. Đó, thịt vịt sim thì quay ra đấy, cái bánh xèo cả nhà thấy các bạn thấy nhưng quá trời luôn không, quá sẽ ngon cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà các bạn ăn cùng Thi nha. Ngon nhà các bạn ơi. Sau tới 5 giờ. Tại vì Thi không có đem cái đồ gắn cái cây, gắn cái điện thoại. Thành ra để đại điện thoại với bạn, quay đại lên với cả nhà các bạn. Có xem á thì gà nướng này cả nhà các bạn, thịt nó như con vịt vậy đó cả nhà các bạn. Thịt nó rất là ngọt luôn nha. Gà nướng xào bầu, quá trời ngon, nóng hổi bốc khói cả nhà các bạn. Bữa nay Thi đi nhậu với gia đình, mấy anh em đen đen đó. Chỉ có mình nên Thi là phụ nữ thành ra dùng xì thiệt mọi cả nhà các bạn ơi. Ai cả nhà các bạn có ăn mùng năm không? Đó, bây giờ thì tới nướng bò nha cả nhà các bạn. Đó, bò tơ cả nhà các bạn ơi. Bò này bò chưa cắt chỉ luôn á nha, thành ra nó cái da nó còn mềm, nó mềm rất là ngon cả nhà các bạn. Đó, mình ăn luôn cái da luôn cái nhà các bạn. Ở nhà các bạn biết sao, cái bữa mình đi mua bò đó, cái thằng bán bò nói nha, bò này là bò cắt chỉ. Cái mình về mình nói là bò này là bò cắt chỉ cả nhà các bạn. Cái ông xã mình nói, chồng mình nói bò cắt chỉ là gì. Cái chừng qua ngày sau mới biết đó là nó nói bò cắt chỉ á. Bò này là bò cắt chỉ là tất nhiên là bò tơ nó còn nhỏ đó cả nhà các bạn. Cái thằng bán bò nó cũng nhiều. Bò rất là ngon. Bò nè. Mềm lắm. Kéo gì kẹp.
bữa nay cả nhà các bạn có ăn mùng 5 tháng 5 không? Khi đi ăn mà đi vô phòng á, là ở này mình ngồi là có mấy anh em là chưa được 10 người, những cái nhà bạn mới có 8 người. Cái này mình mới có 8 người nha cả nhà các bạn, là mình còn không tụ tập 10 người, cái này mình 8 người mình còn được nha cả nhà các bạn. Và cái này thì đi vô phòng riêng nha. Phòng này là phòng lạnh, phòng riêng chứ không có ở ngoài quán nha cả nhà các bạn. Thì ở trong đây thì đại gia đình mấy ông ăn của chồng thì Thi, rồi chỉ có mình ơi, mình là phụ nữ thành ra bữa nay mình được ưu tiên đó nha các bạn. Ăn quá trời luôn, cái gì thương người uống rượu mà hận kẻ ăn mồi. Chỉ có một mình thoải mái, cái thứ nhất mình chọn món mình thoải mái, mình ăn thoải mái cái nhà các bạn. Mình quay được một clip mình đang tâm sự cùng cả nhà các bạn để cho nó vui. Nếu như các bạn có xem cái video của Thi thì hãy nhớ để lại bình luận, bấm đăng ký để xem ủng hộ thì Thi với nghe cả nhà các bạn. Thi thiếu được đề ca quá trời luôn rồi. Cô ạ, cái này đã hết. Món mới tiếp tục nha cả nhà các bạn. Cô hấp tiêu. Cô hấp tiêu, cái dĩa đó rồi thử. Hả? Quay nữa Thi. Đây. Đây. Wow. Wow, quá ngon. Vô rồi này. Vô. Mẹ uống không nhanh đây, đạt ngoài luôn nè. Đây. Quá ngon luôn, gặp cứng mu luôn nha cả nhà các bạn. Ngon quá nè, trả đây nè. Hấp tiêu luôn rồi đó. Dạ. Nè, cả nhà các bạn. Đó, đây cái gì? Dạ. Quất cái cặp đi, rót vô cái. Trời ơi, dồn cái gì dồn. Wow. Ồ, cô chắc quá ha. Quá ngon, quá xuất sắc cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà các bạn ăn cua gặt nha. Đâu cái gì vậy? Lấy gì? Dạ, đưa chị Thi miếng. Miếng gì? Vậy? Miếng xài. Anh cho chị Thi review lên đúng không? Không bụng dưới rồi, đây bụng dưới dĩa đây rồi, Thi review đó. Nó đừng đó. Để nó gấp vô chén, nó miếng hai miếng đi rồi, nhẹ đúng rồi. Không để cho mẹ em đây. Rồi lấy ăn vậy? Quay cái đưa trả đúng rồi. Trời ơi, thêm nữa cả nhà các bạn ơi. Món Huế nó tiếp tục hoài, nó nói chung hoài à. Sỏi nè, chưa chân, chưa trắng miệng nè. Thôi chạy lại cái gấp xuống chứ. Rồi nè, trả lại nè. Đó. Quá trời ngon. Không có ăn sỏi đâu, để anh ăn tu, ăn thịt này nè. Đừng ăn thịt miếng ngọt lắm. Để đi chút gì ăn. Ừ. Cái đó là đi về, ở về á, đi sách rồi. Mới cán miệng đi về. Ngon cực kỳ. Đâu có cứng không? Gạch không cứng, đâu gạch đổ mấy bữa rồi. Béo ngon cực kỳ và mấy ngon quá ngon. Ôi ôi, con cua gạch nó ngon lắm cả nhà các bạn. Gạch đầy mu luôn nha. Đó. Quá sát gạch luôn cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà và các bạn ăn cùng Thi nha. Đó, bữa nay thì mùng năm thay vì không có dịch đó thì mình sẽ ở nhà mình tổ chức cùng bạn bè anh em. Bây giờ mình có dịch thì mình vô quán mình ăn với hai đứa đặng cho Thi khỏe luôn, khỏi nấu cả nhà các bạn. Quá ngon luôn, con cua nó gạch rồi cả nhà các bạn. Nó cua mà gạch này thì mình chỉ có cái là mình hấp thì ngon thôi cả nhà các bạn ơi. Nhưng mà cái này bữa nay, cua gạch này bữa nay Thi làm món là hấp tiêu nha cả nhà các bạn. Làm món mới hấp tiêu. Bởi vì nãy cái mu nó dính đen đen là tiêu đó cả nhà các bạn. Đó. Cả nhà các bạn biết làm sao không? Giết này cũng từ từ làm, giết xong nó cũng chán quá. Cái mà DK thì Thi làm gì nó tuột ào ào cả nhà các bạn. Nó sụt quá trời luôn. Không biết tới chừng nào cản mất nữa cả nhà các bạn ơi. Bây giờ ăn thì ngày phát triển cân nặng mà
cái DK thì nó không phát triển, buồn dễ sợ luôn đó nha các bạn. Cả nhà các bạn có xem cái video Thi Thi thì nếu như ai chưa có DK cho Thi Thi thì hãy nhớ DK ủng hộ Thi Thi nha cả nhà các bạn ơi. Cứu Thi Thi đi. Bữa nay mình quay trong phòng nó không có được có mà sáng nha cả nhà các bạn. Hôm nay mùng 5 tháng 5 thì Thi Thi cũng làm cái clip để mình, để năm sau mình còn nhắc lại là năm rồi mình cái clip mình đi ăn ở quán như thế nào. Sẵn đó mình review cho cả nhà các bạn cùng xem cho nó vui. Thì chứ bây giờ mình ăn cái gì mình review lên cái nấy đi cả nhà các bạn ơi. Đơn sơ giản dị trong gia đình mình đi. Trời ơi nó béo, nó đã gì đâu á cả nhà các bạn ơi. Xúc sắc luôn cả nhà các bạn, ngon ghê luôn á. Đó, cua nó gạch cứng cứng không mu không cả nhà các bạn. Đó, bữa nay thì ưu tiên ăn quá sang Dũng Sĩ Diệt Mồi luôn. Thì cái video cũng dài rồi, có lẽ thì sẽ dừng lại cái video nha cả. Thì thì cũng sẽ dừng lại cái video ở đây. Nếu như cả nhà các bạn có xem cái video của Thi Thi thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, share, ủng hộ Thi Thi nha. Bye bye.